Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức di rời 120 xe khách liên tỉnh từ bến xe miền Đông cũ sang bến xe miền Đông mới, tăng cường thêm nhiều tuyến bus để phục vụ tính kết nối giao thông của bến xe. Theo đó, kể từ ngày 11 tháng 10, sẽ có thêm 120 tuyến xe khách liên tỉnh từ bến xe miền Đông cũ sang bến xe miền Đông mới. Các tuyến xe này đi đến 15 tỉnh thành phố gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ và Cà Mau. Đồng thời tăng cường thêm 9 tuyến xe buýt kết nối với các bến xe miền Đông mới. Cụ thể như các tuyến là 55, 56, 76, 93, 150 và 4 tuyến khác. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các tuyến nói trên phải di rời theo đúng thời hạn. Các nhà xe không thực hiện việc đón trả khách tại bến cũ mà chuyển hẳn sang bến xe mới.